Xin chào quý vị và các bạn. Do ảnh hưởng của rìa phía nam rãnh áp thấp nối với vùng áp thấp nóng phía tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên vào hôm nay 31 tháng 5, ở khu vực Sơn La, Hòa Bình, Trung Du và Đồng bằng Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi trên 39 độ. Các nơi khác ở Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng một số nơi có khả năng trên 40 độ như Mường La, Sơn La, Yên Châu, Sơn La, Lạc Sơn, Hòa Bình, Tĩnh Gia, Thanh Hóa, Đông Hà của Quảng Trị, Nam Đông, Thừa Thiên Huế. Độ ẩm tương đối thấp. Thấp nhất trong ngày trong đợt nắng nóng này phổ biến từ 40 đến 60%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ là từ 11 đến 18 giờ. Vì vậy quý vị cần đề phòng nguy cơ cháy nổ ở mức cao. Với thủ đô Hà Nội từ sáng sớm nay trời đã nắng mạnh và sẽ kéo dài cho đến chiều muộn. Vì thế mà nhiệt độ cao nhất trưa chiều nay có thể chạm ngưỡng 40 độ. Mức độ nắng nóng đặc biệt gay gắt, cùng độ ẩm giảm thấp và chỉ số tia UV ở mức có thể gây hại. Nên quý vị hạn chế lưu thông trong khoảng thời gian trưa chiều để đảm bảo sức khỏe. Đến với thành phố Đà Nẵng, nằm ở sát biển mà nắng nóng cũng xuất hiện liên tục tại đây với nhiệt độ cao nhất có thể đạt mức 36-37 độ. Và đến tối muộn và đêm thì không khí mới dịu đi nhờ những cơn gió biển. Ở các tỉnh thành phía Nam, nhiệt độ cũng đang tăng dần trở lại. Nguyên nhân là do gió mùa Tây Nam suy yếu, mưa ít, thời gian nắng kéo dài khiến nền nhiệt ngày tăng cao. Nhiệt độ cao nhất trong ngày tại khu vực Tây Nguyên duy trì trong khoảng 31 đến 34 độ. Còn các tỉnh Nam Bộ là 33 cho đến 35 độ và nóng sẽ xảy ra cục bộ ở các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Như tại thành phố Hồ Chí Minh, trưa chiều nay nhiệt độ có thể đạt mức 35 độ, trời oi nóng. Đến chiều tối, mưa có thể xuất hiện vài nơi. Tuy nhiên, lượng và diện giảm đi nhiều so với thời gian qua. Tuy nhiên, trước diễn biến của dịch bệnh COVID-19, quý vị cần tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch bệnh để đảm bảo an toàn cho bản thân và cộng đồng. Đến đây, bản tin thời tiết trưa 31 tháng 5 của Đài truyền hình kỹ thuật số VTC xin được khép lại. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.